Ô, anh em thì lại làm mình đây. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 rồi nha các bạn nha. Đấy thì hôm nay mình lại vào làm cái video hướng dẫn cho các bạn mở cái combo 3 thẻ kết hợp hàng ngày để kiếm về tài khoản của các bạn là 5 triệu xu nhá. Ok. Đấy thì không linh tinh lưu thiên nữa, mình đi vào tiến hành mở luôn thẻ cho nó nhanh nha các bạn nha. Đấy thì cũng như mọi lần các bạn bấm vào hình cái búa cho mình nha. Búa đây. Ok thì đây nó là 3 thẻ kết hợp hàng ngày đây. 1 2 3. Đấy. Thì trong tài khoản của mình hiện tại đang là 80 triệu 941 xu nhá. Ok. Đấy thì cái thẻ đầu tiên nó cũng nằm ở ngay cái phần của cái market này thôi. Đấy thì chúng ta sẽ tiến hành đi mở luôn cái thẻ đầu tiên nhá. Đấy. Ok. Thì cái thẻ đầu tiên của ngày hôm nay nó là cái thẻ P2P trang đinh này nha các bạn nhá. Đấy. Mình bấm vào đây xem nào. P2P trang đinh. Cái này của mình đã mở lên cái level 18 rồi. Và lợi nhuận mỗi giờ là được 1,23. Đấy, 1,23 ca su. Và mình phải bỏ ra 16 triệu 804 xu để mua cái thẻ này nhá. Ok thì nhận luôn thôi là các bạn này. Ok, thẻ kết hợp hàng ngày thật tuyệt, thẻ đầu tiên đã sẵn sàng, đừng dừng lại đấy vì nó là nhiệm vụ mà, nên là chúng ta hàng ngày là tốt nhất là chúng ta cứ vào để thực hiện tốt những cái nhiệm vụ như thế này, sau này khi mà nó lên sàn thì cái tài khoản của chúng ta nó sẽ được đảm bảo và ưu ái hơn. Đấy, nói nhanh đó là như vậy nha các bạn nha. Ok. Đấy thì cái thẻ thứ hai nó cũng vẫn nằm ở cái phần market này nha các bạn nhé. Đấy thì là các bạn tìm đến cho mình cái thẻ thứ hai. Cái thẻ thứ hai nó là thẻ Gamify Token. Đây, Gamify Token nha. Mình bấm vào đây này. Vâng, đây nó là cái thẻ thứ hai đây nha các bạn nhé. Gamify Token. Tiền điện tử được sử dụng trong hệ sinh thái trò chơi dựa trên blockchain. Lợi nhuận mỗi giờ là 237 xu và mình phải bỏ ra là 5 triệu 055 ca su để mua cái thẻ này nhá. Ok, nhận luôn này. Ok, thẻ kết hợp hàng ngày, thẻ thứ hai đã được triển khai chỉ còn ít phút nữa. Đấy. Ok này. Thì tiếp theo nó là cái thẻ thứ ba thì các bạn sẽ bấm vào cái phần Spear Key này cho mình nha. Đấy. Thì cái này cái thẻ thứ ba. Cái thẻ thứ ba thì đây các bạn ạ. Thẻ thứ ba là cái thẻ Villa Forger VIP này. Đây này. Đấy. Các VIP cần một chút cảm hứng, tầm nhìn tuyệt vời, gió biển và nắng sẽ làm cho đội IT của bạn sáng tạo hơn nhiều. Lợi nhuận mỗi giờ là 1,32 ca su và mình phải bỏ ra là 3 triệu 325 xu để mình mở được cái thẻ này ra nhé. Thì ok, mình sẽ mở luôn cái thẻ này ra nhé các bạn nhé. Nhận này. Ok, tuyệt vời, thẻ kết hợp đã hoàn tất, các bạn đang làm rất tốt. Đấy, và giờ chúng ta sẽ tiến hành đi nhận giải thưởng đúng không ạ? Nhận giải thưởng 5 triệu xu này. Đấy. Ok. Đây thì đây nó là cái ba cái thẻ kết hợp hàng ngày của chúng ta đây. Đây là ba thẻ kết hợp hàng ngày nhá. Thẻ đầu tiên là GameFi Token này. Thẻ thứ hai là Villa Forger DIV Tem này. Và thẻ thứ ba là B2B Trang Đinh này. Đấy, đúng không ạ? Ok. Đấy thì vừa xong là mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn mở ba thẻ cái combo của cái ngày hôm nay là ngày 21 tháng 6 để cho các bạn nhận về tài khoản của mình là 5 triệu xu. Đấy. Thì ok, giờ mình sẽ tạm ngừng cái video ở đây. Đấy, nếu mà thấy cái video này của mình nó hay và nó giúp ích được cho các bạn cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và mình cũng để luôn cái đường link giới thiệu ở dưới cái phần mô tả của video này. Đấy thì là các bạn nào muốn tham gia cái ham tư con bác này cùng với mình thì có thể bấm vào cái đường link giới thiệu ở bên dưới phần mô tả để cùng tham gia với mình nhé. Ok, một lần nữa xin chào và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Đấy, chúc các bạn một ngày mới có nhiều niềm vui. Đấy. Xin chào.